Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Hẻm cục là không lối thoát. Trong phong thủy, nhà cuối hẻm cục không còn con đường nào khác để ra. Vậy, quán cuối hẻm cục có phải là quán không lối thoát làm ăn khó khăn? Một anh diễn viên mở quán cuối hẻm cục, đặt tên quán là Hẻm Cục Quán. Thời gian đầu nhận vô số lời chê bai về dịch vụ và thức ăn. Liệu có ứng với phong thủy kém? Khi nhận vô số lời chê bai từ những vị khách, anh ta đã tiếp thu, lắng nghe, cải thiện, khắc phục. Đó quả là con người thấy sai biết sửa. Thái Vũ là một anh chàng sinh mùa thu năm Canh Ngọ, tính cách hiền lành, dễ mến, yêu thương gia đình, thường xuyên phát tâm thiện nguyện, thích đọc sách thánh hiền và đọc kinh. Những tính cách này cho thấy đây là người có thể chuyển hung thành cát. Hẻm cục đa phần không tốt nhưng không phải tất cả. Còn tùy vào nhân duyên, thời vận, phước đức nhân duyên mỗi người đã tạo và cách mỗi người nhận sai để tu sửa. Vậy, nhà trong hẻm cục có thật sự là nhà có phong thủy kém hay không? Trong phong thủy lan đầu, ngõ cục tức là ngõ chết, nhà cuối con hẻm không có con đường nào khác để ra nữa. Cũng trong hẻm cục, nhà không nằm ở cuối hẻm, nhà ở đầu hay giữa hẻm không có vấn đề gì. Thực tế cho thấy, nhà ở cuối hẻm cục vận khí từ trung đến kém. Trong 10 nhà chỉ có 1-2 nhà vận khí tốt, đa phần là từ trung đến kém. Vì thế còn xét nhiều yếu tố khác nhau, nhưng nhà cuối hẻm cục đã là điểm trừ, không phải nhà tốt. Nhà cuối hẻm cục không phải nhà tốt, vì thế những đô thị khi họ quy hoạch nhà đất luôn có đường thông nhau, không có nhà nào rơi vào hẻm cục cả. Một yếu tố kém không phải làm nên tất cả, nhưng thêm một yếu tố tốt vẫn thêm cơ hội tốt. Ví như khi xem phim, xem kịch, ta luôn chọn vị trí tốt để ngồi xem. Những người quyết định mua nhà và vào ở nhà hẻm cục do nhân duyên, thời vận thường không tốt. Bởi thế mới nói họa phước mỗi người do phước đức nhân duyên mỗi người tự tạo trong quá khứ. Nhà ở hẻm cục là nhà không lối thoát. Trường hợp lỡ sống trong nhà cuối hẻm cục rồi, chưa có cơ hội chuyển đi nơi khác, phải làm sao để có phong thủy tốt? Như Khải Toàn trình bày, phong thủy tốt chia ra các phần. Một là loan đầu, tức là bàn về hình thể, quan cảnh bên ngoài ngôi nhà. Hai là lý khí, khoảng thời gian tốt xấu của một mảnh đất, nhưng mảnh đất mỗi người bị ảnh hưởng bởi cả khu vực, cả một vùng. Ba là từ trường con người sống trong nhà tạo ra, tâm tánh lành thì hành vi lành tạo ra từ trường lành. Tâm tánh, hành vi được gói gọn trong ba nghiệp: thân, miệng, ý. Dù bạn không am hiểu về phong thủy, vẫn có nhiều cơ hội giúp cho ngôi nhà thêm phong thủy tốt. Theo một cách rất đơn giản, trước tiên cần giữ nhà cửa sạch sẽ, ánh sáng đủ, không chất chứa quá nhiều đồ đạc cũ để lâu không dùng. Không có mùi khó chịu, đã là có từ trường tốt. Môi trường tốt, từ trường tốt, đó chính là phong thủy tốt. Để tiến thêm bước nữa, mỗi người chúng ta cần tu sửa ba nghiệp thân, miệng, ý. Tu sửa thế nào? Các bạn cần đọc kinh, nghe giảng kinh, khi có công phu tự điều chỉnh ba nghiệp để chuyển 10 điều ác thành 10 điều thiện. Nhà ở trong hẻm cục tuy không phải nhà có phong thủy tốt toàn diện, nhưng phù hợp với người thích sự yên tĩnh. Có người bảo, nhiều người sống trong hẻm cục bao năm có sao đâu, đâu có vấn đề gì. Vâng, Khải Toàn đã nêu ở trên, trong 10 nhà có 1-2 nhà có vận khí tốt, còn lại từ trung đến kém. Bạn có thể tự mình tìm hiểu và kiểm chứng, xem được bao nhiêu nhà sống ở cuối hẻm cục, gia đạo an lành, làm ăn phát đạt. Nói như thế không đồng nghĩa là tuyệt đối không sống trong nhà ngõ cục. Vì có nhiều người trong chúng ta không có cơ hội để chọn một nơi ở, thà có chỗ ở còn hơn là không có. Việc gì cũng có hai mặt, ví như hạnh phúc và đau khổ là hai mặt của một tờ giấy không thể tách rời. Thấy được lẽ thật như thế, dù ta có ở trong nhà hẻm cục hay ở trong biệt thự, chúng ta vẫn có thể an lạc tự tại. Sự an lạc tự tại đến từ bên trong, không phải từ ngoại cảnh bên ngoài. Để ngộ ra chân lý nhân quả, thấy cuộc đời như huyễn hóa, không gì khác hơn là thành tựu chính mình thông qua tu dưỡng tâm tánh, thông qua nghe giảng kinh và hành thiền. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.